để tránh gặp phải những rủi ro có thể xảy ra cho cả mình và câu lạc bộ Chelsea. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Abramovich đã tuyên bố nhường quyền quản lý câu lạc bộ cho quỹ từ thiện Chelsea. Tuy nhiên, mới đây nhiều tin đồn rộ lên rằng Abramovich đang ráo riết tìm đường bán câu lạc bộ, mức giá ông đưa ra lên đến 2 tỷ bảng Anh. Tỷ phú Hans Jorquist cho rằng 2 tỷ bảng là quá đắt. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang Blick của Thụy Sĩ, tỷ phú Hans Jorquist, người được Forbes ước tính có giá trị tài sản ròng lên đến 5,8 tỷ đô la Mỹ, đã không giấu giếm khả năng mua lại câu lạc bộ Chelsea. Ông cho rằng hiện tại Abramovich đang muốn rời khỏi Chelsea ngay lập tức. Doanh nhân người Nga đã đưa ra mức giá cho Hans Jorquist và tỷ phú người Thụy Sĩ cũng với những cộng sự đang đánh giá lại lời đề nghị của Abramovich. Tuy nhiên, hiện tại Quist cho rằng con số 2 tỷ bảng mà doanh nhân người Nga đưa ra là quá đắt. Ông sẽ tiếp tục chờ đợi những dấu hiệu tiếp theo từ Abramovich. Hans Jorquist cho biết Abramovich đang cố gắng bán tất cả các biệt thự của mình ở Anh. Ông ấy muốn rời khỏi Chelsea một cách nhanh chóng. Tôi và ba người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ Abramovich. Tôi phải đợi từ 4 đến 5 ngày xem Abramovich có dấu hiệu gì mới cho chúng tôi hay không. Hiện tại còn số đó là quá lớn. Abramovich vẫn đang đòi hỏi quá nhiều. Vào thứ Bảy ngày 26 tháng 2, Abramovich đã tuyên bố sẽ không bán Chelsea với bất cứ giá nào. Trước đó, nghị sĩ đảng lao động Chris Bryan đã yêu cầu chính phủ Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt với Abramovich sau khi một số doanh nhân của Nga cũng đã chịu các hình phạt. Với chính sách đầu tư của mình, Abramovich đã cho câu lạc bộ vay số tiền lên đến 1,5 tỷ bảng. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Abramovich không hề có dấu hiệu đòi câu lạc bộ phải trả cho mình số tiền này, nhưng đây được xem là khoản tiền mà những người có ý định mua lại Chelsea phải chi trả đầu tiên. Thomas Tuchel tức giận vì liên tục bị hỏi về Abramovich. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên của Chelsea, Thomas Tuchel đã cáu gắt khi liên tục nhận những câu hỏi về quyền sở hữu câu lạc bộ Chelsea của Abramovich. Huấn luyện viên người Đức nói: "Bạn phải ngừng hỏi tôi về những câu hỏi này. Tôi không có câu trả lời. Tôi không phải là một chính trị gia. Tôi đang cảm thấy rất tệ khi lặp lại nó bởi vì tôi chưa bao giờ trải qua chiến tranh. Ngay cả khi nói về nó, tôi cũng cảm thấy tồi tệ vì tôi được ông ấy giúp đỡ rất nhiều. Tôi ở đây trong thanh thản cũng được xem là một đặc ân. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể mang đến những gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Mọi người đều nhận thức được rằng tình hình ở Ukraine thời điểm hiện tại là điều quan trọng hơn tất cả." Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.